Ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm người đột nhập vào nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột trộm cắp hơn 100 bình ắc quy tại các ngôi mộ. Những người bị bắt gồm Y Tha Mờ Lô, 22 tuổi, Y Thân Mờ Lô, 21 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột và Y Thoan Nghê. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Lương Văn Nhượng, 32 tuổi, trú cùng phường, làm nghề thu mua phế liệu để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột liên tiếp nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột ở phường Tân Lợi về việc bị kẻ gian đột nhập lấy cắp hơn 100 bình ắc quy tại các ngôi mộ. Đây là những bình ắc quy được người dân lắp đặt để thắp sáng tại các ngôi mộ vào ban đêm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm này khai nhận vì cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc rủ nhau vào ban đêm đột nhập nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột trộm cắp được hơn 100 bình ắc quy. Sau đó mang toàn bộ số bình trên đến bán cho Lương Văn Nhượng được hơn 20 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được 53 bình ắc quy và đang tiếp tục điều tra mở rộng.